con đang theo dõi thông tin thị trường lúa gạo. Bản tin được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thông tin được cập nhật từ nguồn trang điện tử Báo Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA. Kính mời quý bà con theo dõi. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2024 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Giá lúa hiện đang dao động quanh mức là từ 7.400 đồng đến 8.200 đồng trên 1 ký. Tại một số địa phương, thương lái bắt đầu đặt mua lúa hè thu non với lượng ít, giá lúa đang neo ở mức cao. Theo đó, thì Việt Nam hiện đã vào cuối vụ thu hoạch lúa đông xuân, nguồn hàng gạo đẹp còn ít, giá gạo chào bán trong nước giữ ở mức cao. Vành mắt diệt sâu tức khắc. Ghi nhận trên thị trường tại các tỉnh như An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, hôm nay nguồn lúa đông xuân còn ít, giá tiếp tục neo cao giữa mặt hàng lúa khô và lúa tươi. Cụ thể, IR 50404 khô 9.100 đồng đến 9.300 đồng một ký, OM 380 khô giá 9.000 đến 9.100 đồng một ký, OM 18 khô giá từ 9.300 đến 9.400 đồng một ký, Đài Thơm 8 khô giá từ 9.300 đến 9.500 đồng một ký, ST 21 khô giá từ 11.000 đến 11.100 đồng một ký, ST 24 khô giá từ 11.500 đến 12.000 đồng một ký, Japonica khô giá từ 10.100 đồng đến 10.200 đồng một ký. Với thị trường lúa tươi, giá đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng vào cuối tuần trước, đặc biệt với chủng loại lúa thơm duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng 200 đồng trên 1 ký vào tuần trước, chi tiết như sau. Giá lúa tại An Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu, Đài Thơm 8 giá từ 8.300 đến 8.400 đồng một ký, Nàng Hoa 9 giá từ 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM 18 giá từ 8.300 đến 8.550 đồng một ký, OM 380 giá từ 7.800 đến 8.000 đồng một ký, IR 50404 giá từ 8.000 đến 8.100 đồng một ký, OM 5451 giá từ 8.100 đồng đến 8.200 đồng một ký, RVT giá từ 7.900 đến 8.100 đồng một ký, GS1 giá từ 7.500 đến 7.600 đồng một ký, ST24, ST25 giá từ 9.100 đồng đến 9.300 đồng một ký, nếp An Giang giá từ 7.000 đến 7.200 đồng một ký, nếp Long An giá từ 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Tương tự tại thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Vĩnh Long, giá lúa bình ổn. Lúa Tài Nguyên giá từ 8.300 đồng đến 8.500 đồng một ký. VNR20 giá từ 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM5451 giá từ 8.100 đồng đến 8.200 đồng một ký. Đài Thơm 8 giá từ 8.200 đồng đến 8.400 đồng một ký. OM18 giá từ 8.200 đến 8.300 đồng một ký. IR 50404 giá từ 8.000 đến 8.150 đồng một ký, ST24 giá từ 9.600 đến 9.800 đồng một ký, Jasmine giá từ 8.200 đến 8.300 đồng một ký, Japonica giá từ 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Trong tuần qua, giá lúa các loại lúa thơm như Đại Thơm 8, OM18 tăng 200 đồng trên một ký, trong khi các loại lúa còn lại duy trì ổn định. Tại một số địa phương, thương lái bắt đầu đặt mua lúa hè thu non với lượng hàng có lúa trữ chào giá cao. Kho và nhà máy cân nhắc mới mua vào nhưng với lượng ít, một số khu vực thì bắt đầu chào bán lúa hè thu non. Trong tuần qua thì giá gạo xuất khẩu bật tăng trở lại với mức là từ 4 cho tới 8 đô la Mỹ trên một tấn. Mặc dù là mức tăng chưa cao nhưng đây là tín hiệu cho thấy thị trường gạo đang có triển vọng tốt hơn. Giá gạo chào bán của Việt Nam tăng trở lại được nhận định do yếu tố nguồn cung. Đến đây, thông tin thị trường lúa gạo cũng xin được kết thúc. Bà con đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 6 giờ sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bà con cũng có thể chia sẻ thông tin tại khu vực của mình bằng cách là bình luận trực tiếp vào bên dưới video. Kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.